Xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Chúc mừng quý anh chị các bạn là chiếc xe Toyota Rush mà trong cái video ngày hôm nay, Top Car VN sẽ cập nhật cho quý anh chị các bạn về chương trình giảm giá, chương trình khuyến mại và chương trình quà tặng mới nhất của dòng xe Rush này trong cái dịp đầu của tháng 8 năm 2021 này. Thực ra thì mình thấy là cũng rất nhiều anh chị khách hàng mà chúng ta quan tâm về cái dòng xe Toyota Rush này. Đây là một dòng xe giá rẻ 7 chỗ của bên nhà Toyota và được phục vụ định hình chủ yếu là dành cho những anh chị khách hàng mà chúng ta đi gia đình. Đây là một cái dòng xe về cơ bản được trang bị cũng rất là đầy đủ, hộp số là hộp số tự động này. Ngoài ra thì trang bị đầy đủ ví dụ như màn hình giải trí này, cảm biến này, rồi tất cả hệ túi khí cũng được trang bị đến 6 túi khí cho dòng xe Toyota Rush này. Về cơ bản thì nếu anh chị mà chúng ta thích một dòng xe 7 chỗ này, giá rẻ này mà đi cho gia đình thì Toyota Rush cũng là một cái sự lựa chọn cũng rất là hay. Và đặc biệt Toyota Rush thì luôn luôn những cái dòng xe của bên Toyota thì cũng rất hay là được từ trước đến nay được có một cái điều là rất là bền, máy rất là bền. Ngoài ra đồ đạc thay thế cũng rất là rẻ thôi. Với Toyota Rush trong chương trình của tháng 8 này thì anh chị chúng ta sẽ có những chương trình giảm giá như nào? Mức giá của xe thời điểm đầu ra mắt là 668 triệu, sau đó thì Toyota Rush giảm đi còn 634 triệu. Sau đó trong cái chương trình của tháng 8 này tiếp tục quý anh chị các bạn chúng ta lại được giảm thêm nữa là lên tới 25 triệu đồng. Như vậy mức giá xe của Toyota Rush đâu đó chỉ còn là 610 triệu đồng là giá xe mới nhất của cái dòng xe này. Thì với phương án mà mức giá như vậy trong cái thời điểm tháng 8 là như vậy thì anh chị chúng ta có mức giá lăn bánh nhá. Nếu mà lăn bánh ở tỉnh cái dòng xe 7 chỗ này thì anh chị chúng ta sẽ bỏ ra là 676 triệu. Lăn bánh ở Hà Nội là 709 triệu và lăn bánh ở Thành phố Hồ Chí Minh là 696 triệu đồng ạ. Em xin nhắc lại với dòng xe Toyota Rush này lăn bánh trong cái dịp tháng 8 này, ở tỉnh anh chị chúng ta sẽ bỏ ra là 676 triệu, ở Hà Nội là 709 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 696 triệu đồng để lăn bánh được cái dòng xe này. Thế còn mà quý chị các bạn mà chúng ta muốn mua trả góp cái dòng xe này thì sao ạ? Ở tỉnh anh chị chúng ta cần chuẩn bị tối thiểu là 188 triệu, Hà Nội là 221 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 208 triệu đồng ạ. Em xin nhắc lại này với phương án trả góp của cái dòng xe này, ở tỉnh là 188, Hà Nội là 221 và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 208 triệu đồng để lăn bánh được cái dòng xe Toyota Rush này. Hiện tại Rush thì chúng ta chỉ có một phiên bản duy nhất là bản số tự động thôi, nó không có một phiên bản số sàn đâu quý chị các bạn ạ. Thực ra trong cái phân khúc này 7 chỗ giá rẻ này thì nếu anh chị chúng ta quan tâm thì hoàn toàn anh chị có thể tham khảo thêm những cái đối thủ cạnh tranh cũng với tầm tiền của Rush, ví dụ như là Xpander hay là Suzuki Ertiga. Đây là ba cái dòng xe mà 7 chỗ phổ thông nhất hiện nay. Nhưng mà Toyota Rush thì cũng có những cái ưu điểm riêng của mình, dẫn động cầu sau, trang bị thì là ngoài bên trong thì trang bị màn hình giải trí, túi khí thì 6 túi khí, tất cả những tính năng an toàn thì cũng trang bị cũng rất là cơ bản, rất là đầy đủ vì được Toyota định hình là một dòng xe gia đình nên mình nghĩ cũng rất là ok thôi. Thế còn về cái vấn đề là cái màu của dao của xe Toyota Rush này hiện tại đang có màu trắng, đỏ, đen là ba màu chủ đạo quý chị các bạn nhé. Khi mà chúng ta lựa chọn về cái dòng xe này, còn về số lượng xe dao thì sẽ luôn có sẵn được cho quý vị các bạn tùy từng thời điểm, tùy từng màu nữa. Nhưng về cơ bản là sẽ có sẵn dao được cho khách hàng khi mà chúng ta lấy về cái dòng xe này. Xe gia đình mà 7 chỗ giá rẻ thì chỉ có Rush này hoặc Xpander là những cái sự lựa chọn rất là hay dành cho anh chị khi mà chúng ta đi về dòng xe này. Về cơ bản Rush thì có cái kiểu dáng thon gọn hơn, la răng nhìn thể thao hơn và phong cách gia đình hơn. Chúng ta sẽ không có số sàn với cái dòng xe Rush này quý chị các bạn ạ. Đó, còn về phương án trả góp thì nhưng nếu mà các bạn lấy xe Toyota Rush thì anh chị chúng ta cũng chỉ cần chuẩn bị hồ sơ là chứng minh thư này, sổ hộ khẩu này và đăng ký kết hôn. Nếu các bạn mà chúng ta không có đăng ký kết hôn thì anh chị chúng ta sẽ xin một cái giấy xác nhận độc thân, là anh chị hoàn toàn đã có thể là mua trả góp về cái dòng xe này rồi. Giấy xác nhận độc thân thì anh chị chúng ta chỉ cần ra xã chúng ta xin đâu đó khoảng tầm 5-10 phút là xong thôi, là chúng ta đã có cái giấy rồi. Còn nếu có đăng ký kết hôn mà chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi, chúng ta bắt buộc phải có hình ảnh của giấy đăng ký kết hôn, tất cả chỉ là hình ảnh thôi quý chị bạn nhé, là hoàn toàn anh chị có thể lấy xe trong thời điểm này. Mặc dù thời điểm dịch nhưng mà đại lý cũng đang có những cái chính sách hỗ trợ thêm. Ngoài ra phần quà tặng của xe vẫn được tặng anh chị, ví dụ là tặng dàn kính cách nhiệt này, trải sàn da này, camera hành trình này, rồi là các bạn được tặng thêm kể về 1 năm bảo hiểm thân vỏ nữa đấy quý chị các bạn ạ. Tổng chương trình khuyến mại cũng đâu đó mình nhớ nằm khoảng tầm 60 triệu với dòng xe Rush này. 1 năm bảo hiểm thân vỏ này, dán kính cách nhiệt bảo hành của Mỹ bảo hành 10 năm này, trải sàn da này và camera hành trình này, bảo hiểm thân vỏ, đấy là những chương trình quà tặng. Ngoài ra thì để biết thêm chi tiết tại mỗi thời điểm thì anh chị hãy cứ liên hệ trực tiếp với shortline ngay bên dưới góc trái mình này. Ở miền Bắc thì anh chị hãy cứ liên hệ ở miền Bắc, ở miền Nam thì anh chị hãy liên hệ với ở miền Nam để mình có thể là báo cái mức giá tốt nhất tại thời điểm mà anh chị chúng ta làm hợp đồng để vào đặt cọc. Đặc biệt trong cái thời điểm này chính sách về hỗ trợ giá có thể linh động được thêm nữa quý chị các bạn nhé. Ngoài ra thì chính sách giao xe có thể linh động, có thể giao xe cho những anh chị khách hàng nào mà chúng ta ở xa,
có thể hỗ trợ giao xe tận nhà dành cho quý chị các bạn. Và cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị các bạn trong những video lần sau của Top KVN. Xin chào.